Giữa không gian bao la xanh hô la tại Hòa Lạc, trụ sở mới của Đại học Quốc gia Hà Nội, hơn 100 thủ lĩnh từ đại diện cho các học sinh xuất sắc, các câu lạc bộ trường trung học phổ thông khoa học giáo dục, trường đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình trải nghiệm thủ lĩnh tài ba. Đây là dịp trải nghiệm đặc biệt để các thủ lĩnh HES được bồi dưỡng lý tưởng, trao đổi năng lực lãnh đạo, lan tỏa những kỹ năng quan trọng trong hành trình 3 năm tại trường trung học phổ thông khoa học giáo dục. Miền đất Hô La cũng là hành trình cho sự phát triển, mở ra tương lai rộng lớn của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và trường trung học phổ thông khoa học giáo dục nói riêng. Trước khi bắt đầu chuỗi các hoạt động, các thủ lĩnh đã làm lễ chào cờ, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại trung tâm nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội. Những giây phút thiêng liêng ấy, các thủ lĩnh HES như được tiếp lửa truyền thống, dấy lên niềm tự hào khi được là thành viên nhỏ của gia đình lớn của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong hoạt động, học sinh của HES đã được trải nghiệm, khám phá, trau dồi kỹ năng và thỏa sức thể hiện sức trẻ, bản lĩnh và tài năng của mình trong các hoạt động trong và ngoài trời. Các HESer đã được lắng nghe, chia sẻ và học tập kỹ năng giao tiếp dưới sự hướng dẫn của MC Bạch Dương, gương mặt vàng của VTV. Những nội dung trong giao tiếp như làm chủ cuộc trò chuyện, kỹ thuật giao tiếp bằng ánh mắt nụ cười, phong thái cần thiết của một thủ lĩnh. Được các HESer hào hứng, tích cực học hỏi, chia sẻ trong chủ đề xây dựng phong thái học sinh thế hệ mới. Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động trải nghiệm là các HESer được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ chia sẻ về kỹ năng quản trị bản thân cho học sinh trung học phổ thông. Đây là bài chia sẻ quý giá giúp các thủ lĩnh thật sự nhận thức được tầm quan trọng của đam mê, nhận thức năng lực bên trong để tạo ra giá trị bản thân, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Bên cạnh đó, các HESer tài năng còn được tìm hiểu, xây dựng các kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, tham gia team building để trau dồi kỹ năng giao tiếp, năng lực lãnh đạo và gắn kết cộng đồng. Có lẽ đây chính là một cơ hội quý giá đối với mỗi HESer, những người đang đóng vai trò đầu tàu của lớp và câu lạc bộ được thể hiện và bứt phá. Buổi trải nghiệm kết thúc, chuyến xe của HES lăn bánh mang theo những ước mơ, những khát vọng về Hô La VNU. Chúc mừng các thủ lĩnh đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu. Mong các bạn sẽ luôn là những người truyền cảm hứng, dẫn dắt, tiên phong trong các phong trào. Là thủ lĩnh tài ba, lãnh đạo con tàu lớp mình ra khơi xa và trở về thắng lợi, xứng đáng nối tiếp thế hệ thủ lĩnh mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh của HES. Sự phát triển và hành trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức của trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội luôn hướng đến. Học sinh luôn tự tin, trang bị đầy đủ kiến thức trở thành công dân toàn cầu. Mỗi ngày đến trường là nhiều niềm vui, hạnh phúc khi đến trường bên thầy cô sẽ làm tăng giá trị và mong đạt được đích đến đúng theo triết lý giáo dục của nhà trường.